Do thời tiết phía Bắc ảnh hưởng sương mù vào sáng ngày 2 tháng 2, nhiều chuyến bay chậm chuyến, delay dây chuyền. Hành khách ở Tân Sơn Nhất ấm ức khi chuyến bay cùng giờ với hãng khác đã bay được, nhưng chuyến của mình delay một mạch tới khuya. Thống kê của Vietnam Airlines sáng ngày 2 tháng 2 có 30 chuyến bay của hãng bị ảnh hưởng, trong khi các hãng khác chưa đưa con số cụ thể. Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, tuổi trẻ online ghi nhận tình trạng quá tải ở khu vực chờ ra cửa máy bay ga nội địa không đủ ghế ngồi, nhiều người ngồi bệt dưới sàn, kê ba lô ngủ vì mệt mỏi do chuyến bay delay kéo dài. Ở quầy đại diện hãng, rất đông khách vây, đòi quyền lợi khi bị thông báo delay kéo dài từ sáng tới đêm. Tuổi trẻ online ghi nhận nhiều trường hợp khách phản ứng với đại diện hãng bay về cách giải quyết chuyến bay delay và việc bồi thường thiệt hại. Anh Tê, quê Hải Phòng, không đồng ý phương án bồi thường delay chuyến bay gần 10 tiếng bằng voucher của hãng đưa ra có trị giá 400.000 đồng. Trao đổi với tuổi trẻ online, đại diện một hãng hàng không cho biết, với chuyến bay bị ảnh hưởng sương mù sáng nay, hãng được miễn trừ trách nhiệm cho đến khi thời tiết ổn định. Tuy nhiên, với các chuyến bay chậm quá 5 giờ trở lên, trong sáng ngày 2 tháng 2, hãng bay thực hiện việc chi trả bồi thường theo quy định thông tư 19.